Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn xem về hai con MCCB của Mitsu. MCCB cỡ lớn. Khi mình nhập về thì sẽ có một cái giấy tờ như này. Đây là chứng chỉ xuất xứ này, chứng chỉ chất lượng. Ở đây mình sẽ mở hộp cho các bạn xem. Con này có dòng định mức là 400A. Đây. Quan sát mà. Thì đây là bên trong của hộp đựng. Thì bây giờ sẽ review một số cái phụ kiện sau. Đây là cái chuồng này. Đây là cái bộ che. Bộ này thì sẽ là cách điện giữa các cái cực của MCB. Lát nữa mình sẽ lắp lên cho bạn xem nó như nào. Sẽ có 4 tấm che hai đầu cực, cách điện giữa các pha. Ở góc dưới này ấy, thì có một cái hộp này. Hộp này thì sẽ chứa hai cái túi. Túi ốc M6x60 này. Ốc này sẽ là ốc để bắt thì gá cái MCCB vào cái panel hoặc là gá vào cái thành đâu đấy khi mà các bạn bắt lên tủ, tùy vào vị trí của các bạn bắt. Đây là cái bộ ốc này. Bộ ốc này thì sẽ có 6 cái. Ốc này là ốc M12. Ốc 12, bu lông 12. Ốc tương đối đẹp. Tiếp theo đến đây là nhân vật chính của mình. Mình sẽ kéo rèm. Thì đây là cái nhân vật chính đây. Xem nhé. Cái đầu cực của nó sáng rất là đẹp luôn. Mình sẽ nhấc nó ra. Đấy. Tương đối nặng. Con này nó khoảng tầm 5-6 cân. Xuất xứ là Made in Japan. Phần này là cái phần phụ kiện để nối dài ra thôi, không có cái gì cả. Các cái thanh cái đồng nó được mạ bạc. Đây mình sẽ view cho các bạn xem một số cái thông số. Đây là nhãn hiệu thiết bị này, Mitsubishi Electric. Cái dòng sản phẩm này là NF400 CVK 400A, định mức 400A, size 400AF, 3 cực. Cái này là sẽ ghi các cái dòng định mức theo các cái tiêu chuẩn, ví dụ tiêu chuẩn của IEC 60947-2 hoặc là GIS
C8201-2. Con này thì ICU của nó là 36K. Ba trăm tám mươi vôn là 40K. Thì đây là cái cần gạt, đây là cái chỉ thị on, đây chỉ thị off này. Nó đang ở vị trí giữa như này ấy, thì là nó đang báo ở cái vị trí mà báo chip, báo lỗi khi mà có trường hợp ngắn mạch hoặc là chập thì nó sẽ nhảy về giữa này để nó báo với mình. Bây giờ thì mình gạt lên thì sẽ không thể gạt được. Đấy, gạt bật lên không bật được mà mình phải reset nó đi, tức là mình gạt xuống. Con này là tương đối nặng. Đấy, gạt xuống thì nó sẽ báo off như này. Và bây giờ mình sẽ bật lên. Bật on này. Khi mình test phần cơ, mình sẽ nhấn vào cái nút chip này thì nó sẽ bật về vị trí giữa này. Muốn cho là nó tương đối nặng. Bật lên. On. Tắt đi. Sẽ có cái mã vạch ở đây, các bạn có thể check được sản phẩm. Và ở trên thân này thì có tem của Mitsubishi Electric. Hai cái phần ở hai bên này. Bên này thì là hai cái phần để mình nhét cái cuộn săn chip vào đây. Mình sẽ tháo cho các bạn xem. Cuộn săn chip thì nó sẽ gắn vào vị trí này, thì nó sẽ có tác động vào cái lẫy này để có thể là reset được con át này từ xa này. Hoặc là cuộn săn chip thì nó có rất là nhiều tác dụng. Thank you.
rồi thì mình đã vừa review qua cho các bạn xem về con át khối của Mitsu, át khối cỡ lớn. Bạn nào có thắc mắc gì thì có thể comment xuống bên dưới và mình sẽ giải đáp sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.